từ những chi tiết nhỏ nhất. Những bàn tay tận tụy khéo léo, những khối óc sáng tạo tinh tế, những phát minh mới mẻ tân tiến đã hình thành nên chiếc ghế massage vật lý trị liệu Luraco. Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bonsa TV, Bonsa Little Sài Gòn vốn đã có rất nhiều những quán cà phê với những phong cách khác nhau, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Ngày hôm nay, một quán cà phê và hy vọng trong tương lai sẽ là một chuỗi quán cà phê rất mới mẻ, mới ra đời, mới xuất hiện chỉ có 2 ngày hôm nay thôi ở quận Cam, ở thành phố Garden Grove, đó là Trạm Cà Phê. Chúng ta tìm hiểu với lại một trong hai người chủ nhân của Trạm Cà Phê, một bạn rất trẻ, đó là bạn Việt Đinh, sẽ chia sẻ với khán thính giả nhiều chi tiết, nhiều thông tin về Trạm Cà Phê. Trước hết thì em giới thiệu đôi chút về mình. Dạ, em tên là Việt, em và partner của em chưa có kinh nghiệm gì về nhà hàng hết. Em thì làm software engineer, còn bạn em thì làm data scientist. Tại sao lại chuyển sang ngành này một cách đột ngột như vậy? Cái này thì là idea của Trâm. Trâm muốn, Trâm thì hay đi đi ăn uống này nọ lắm. Em thì ngược lại. Thì Trâm về Việt Nam, Trâm uống cà phê trứng và thấy cái này ngon mà có thể ngon hơn. Trâm muốn đem cái văn hóa này vào Mỹ để thế giới biết về văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Và Trâm quyết định là bán thử ở nhà và nhờ em. Bán tại nhà? Bán tại nhà. Tại nhà là bán như thế nào? Là mình nhận order khách qua phone. À. Khách tới, khách order qua phone rồi xong khách chỉ cần tới pick up thôi. Xong mình lấy tiền trực tiếp luôn. Giống như là cái cách buôn bán ở thời Covid đó phải không? Dạ đúng rồi. Đây là cái tiệm Trạm 3, như là để trên bảng Trạm 3 có nghĩa là có 1 và 2 rồi. Dạ đúng ạ. Hai tiệm Trạm 1 và Trạm 2 nằm ở San Jose. San Jose. Dạ. Một tiệm thì nằm ở khu Capitol với Silver Ridge. Còn một tiệm nằm ở trong Việt Nam Town luôn. Như vậy là đều nằm ở trong những khu Việt Nam cả. Dạ đúng ạ, nằm ở khu Việt Nam. Trạm 1 bao giờ, trạm 2 bao giờ mà bây giờ là tới trạm 3? Trạm 1 thì em ở khoảng giữa cuối tháng 2, tháng 12 năm 2022. Và sau đó một năm thì em mở tiệm 2 là khoảng giữa tháng 12 luôn, 2023. Rồi sau đó thì tiệm này mở tháng 5. Dạ. Trạm 1 và trạm 2 chắc là buôn bán được thì nó mới tới trạm 3 đúng không? Dạ đúng ạ. Thì lúc mà tụi em mở tiệm trạm 2 ra và thấy bán được như vậy á, thì tụi em cũng thấy là có thể mở ra tiệm 3. Và cái tiệm 3 này á, chủ yếu là cũng mở ra để mình biết rằng mình có thể vận hành cái chuỗi như thế nào. Đó là lý do tại sao mình đi xa như vậy. Dạ. Từ khi mở ra trạm 1 rồi trạm 2 tới trạm 3 là nó luôn luôn là nó bán được tốt hay là như thế nào? Dạ. Có bao giờ bị cái gọi là trạm một á thì á, vài tháng đầu á, chỉ những ngày đầu khai trương thì thấy nó bán nhiều, nhưng vậy khoảng một tháng sau á thì em thấy bán nó hơi chậm. Nhưng sau đó tụi em tự nhiên khách tự giới thiệu với nhau á, rồi mình cũng đăng trên những cái group người Việt á, mình thấy lượng khách tăng lên đột biến. Xong bắt đầu khoảng 4-5 tháng sau là bắt đầu khách nó đông như vậy luôn. Dạ. Em nghĩ tại sao là khách đông? Em nghĩ là tới do với Trạm là vì dạ, cái gì? Là vì cà phê của bên em. Và cái cà phê mà bán chạy nhất hiện giờ là cà phê trứng. Thì cái mà đặc biệt nhất của bên em đó là cái cream, cái topping mà đôi khi mình bỏ vào những cà phê đó. Là bên em đang hiện tại có 5 cái cream chính là egg cream, coffee cream, cà phê kem muối, kem dừa và kem matcha. Thì cái đó có thể bỏ vô cà phê hết để mình
làm mà dẻo đi cái cũng có thể làm vị son của cà phê bên em. Cà phê bên em khá là mạnh, có thể uống một ly á, anh uống từ từ nó cũng thể nguyên ngày cũng được nữa. Anh để nó tan đá nó vẫn không mất cái vị. Cà phê Vin là cà phê là pha Vin. Dạ. Dường như là mấy cái vị đó là có vẻ rất Việt Nam. Dạ, đúng rồi. Nó xuất phát từ Việt Nam những dạ. cái món đó phải không? Cũng dạ đúng rồi, thì nó tên gọi của đó thì nó xuất phát từ Việt Nam nhưng cái bên em tái chế lại. Nên bây giờ anh kiếm anh về Sài Gòn anh cũng có thể không tìm thấy được cái giá quán nào giống quán em hết. Những cái món đó là từ những hai người là hai người bạn là đều vào cái ngành gọi là ngành khác cả. Dạ. Một người là software engineer, một người là data scientist. Dạ. Chắc là phải học ở đâu mới ra được những cái bí quyết này chứ. Dạ đúng rồi, cái này là Trâm đi học. Trâm về Việt Nam học một khóa pha cà phê. À, học bài bản đàng hoàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi học luôn cả những cái công thức của người ta. Dạ đúng rồi. Học luôn cả những cái bí quyết của người ta luôn. Em nghĩ là vậy. Nghĩ là vậy hả? Rồi tiệm 1, tiệm 2 nó có giống như cái tiệm 3 này không? Tiệm 3 này nhìn thấy cái phong cách trang trí rất là Việt Nam. Dạ tiệm 1 á thì lúc đó thì em cũng chưa có vốn nhiều. Nên thì em chỉ còn biết một cái tiệm có nơi để bán cà phê thôi nên nhìn nó hơi không trang trí gì cả. Có trang trí nhưng nó không có được đẹp cho lắm. Nhưng mà nó là cái mà để cho em kiếm ra được hai cái tiệm này. Nó là cái thằng mà nuôi cái tiệm 2 mà khúc đầu tiệm 2 nó ra đó. Dạ. Còn tiệm 2 của em thì có cái phong cách trang trí theo kiểu hiện đại, nhìn nó rất thoáng và đẹp nhưng mấy tụi em thấy cái đó, cái concept đó chưa có đủ để mình franchise. Chưa có đặc biệt. Dạ đặc chứ đặc đủ đặc biệt. Nên cái tiệm thứ ba này nè, em muốn nó làm sao mà cho khách Việt Nam uống vào thưởng thức thì có cảm giác như đang ở Việt Nam. Đúng rồi, cái này thì rất là Việt Nam mà có lẽ là Việt Nam không phải là Việt Nam hiện đại dạ, Việt Nam... mà Việt Nam của những cái năm 50-60 dạ, thì phải. Dạ đúng rồi. Ai nghĩ ra cái ý tưởng này để mà gọi là sử dụng cho cái tiệm ba rồi sau này là làm chuỗi luôn? Dạ cái này cũng là Trâm luôn ạ. Trâm nghĩ ra cái ID này và Trâm bên em thuê designer thì sai lại cái concept này cho em. Không cách này lạ mà với lại mình có thể người ta nhìn vô là tôi biết là quán này là quán cà phê Việt Nam. Dạ vì tụi em cũng cái mission của tụi em là cũng muốn là quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cái bạn nước ngoài. Hôm nay được biết là cái ngày thứ hai. Dạ đúng. Mới mở ngày hôm qua thôi. Dạ mới đang shop opening thôi anh. À, shop opening nhưng mà mới ngày hôm qua bắt đầu dạ, mở cửa. Dạ đúng rồi. Mà ngày hôm nay đã đông như vậy rồi. Em nghĩ là chắc mọi người cũng đã biết tới trạm từ trạm 1, trạm 2 ở San Jose. Tại có nhiều khách cũng từ OC lên uống và hỏi khi nào dưới đây mở. À. Dạ. Biết thì biết chứ nhưng mà mở một cái dịp tiệm mới ở một cái địa điểm mới thì thế này thì làm sao mà người ta biết được ngày hôm nay? Dạ thì tụi em cũng có đăng lên group người Việt OC này nọ. Dạ. Đăng lên những cái trang Facebook đó phải không? Dạ đúng rồi. Với lại có những chị hay đăng Facebook đó, có một chị đó chị đó, hay đi gọi là review. Chị đó rất là thích tiệm em và chị đó lên và viết về cái tiệm em và nói là ngày hôm nay là shopping. Nên em nghĩ là cái cũng là đó là tại sao hôm nay cái nhiều khách biết tới tiệm em. Và cũng hôm nay á đông hơn là có thể là cho bên VinFast chạy em collab với bên VinFast là mỗi người tới thì chạy thử xe và được uống ly cà phê free. À. Đó là lý do tại sao hôm nay có thể đông hơn. Dạ. Yeah. Tức là hợp tác với lại VinFast để cho một cái buổi ngày hôm nay. Dạ. Ngày hôm qua thì sao? Hôm qua thì cũng cỡ này ít hơn tí. Dạ. Mà em có thể là thông ta là chưa có cuối tuần lắm. Dạ. Em có kịp nghe phản hồi từ khách về quán cà phê này chưa? Dạ, khách khá là thích cái quán cà phê này. Em lên em đọc review thì khách rất là thích cái trang trí và âm nói chung là cái atmosphere ở đây. À. Dạ. Tức là mọi người đã tới. Từ hôm qua nay đã tới và đã viết phản hồi rồi. Dạ, có một vài người đã viết rồi ạ. Viết ở đâu? Viết trên chép. À, viết trên Yelp hả? Dạ. Và có thể là mấy cái trang Facebook người Việt có không? Dạ, cái đó em chưa coi. Chắc chắn là sẽ có. Để chăm thì chụp hình check in rồi đủ thứ chắc có nhiều. Dạ, dạ. Đây là những cái điểm mà gọi là chụp hình check in rất lý tưởng. Dạ. Nhìn thấy xung quanh thì có vẻ là bạn trẻ nhiều. Đó có phải là đối tượng mà em nhắm tới không?
Dạ em nhắm tới mọi đối tượng, nhưng bên em á, đa số là người đi làm. Là chợ khoảng 20 trung niên trở lên á, em nghĩ là vậy. Tiệm 1 và tiệm 2 là khách, đó là khách đông của tụi em. Ở đây nhìn thấy không trung niên tí nào, nhìn thấy các bạn trẻ cỡ chừng 20. Dạ 20 đúng rồi, 20 khoảng đó, còn xuống đó thì ít hơn. Mấy bạn mà cái đó gọi là thanh niên chứ không phải trung niên. Trung niên là phải cỡ 40-50 tuổi trở lên. Yeah. Em nói rõ hơn về cái menu, những cái món gì đặc biệt là người ta yêu thích. Dạ, món đặc biệt mà cái lứa tuổi mà, cái này cũng theo lứa tuổi đó. Thì những người mà từ 25 lớn đó là thích uống cà phê của tem, cà phê trứng với cà phê sữa đá bình thường thôi. Còn một số thì uống cà phê Sài Gòn sữa đá và bỏ kem trứng. Nói chung là người ta rất thích cái kem trứng của bên em. Bên em có thêm, cũng có kem muối, cũng rất là nhiều người thích kem muối, kem cà phê thì nó trong ly VIP á, ly đó thì là nó vừa có kem cà phê và kem trứng. Rồi bên em có thêm kem dừa, kem matcha mà tại trên đây thì tụi em chưa có làm kem dừa ra trên đây. Dạ. Đó là những món mà thấy người ta yêu thích đó phải không? Cái đó là bên phần kem thôi, còn người ta có, cũng có thể như là cà phê dừa, dùng rất nhiều người uống. Và bơ sinh tố bơ dừa. Rồi cái ly tiramisu á, thì là mấy bạn trẻ thì khoái hơn mấy bạn trẻ mà nước sinh sống ở đây này. Em thấy người ta uống cái nước kiểu như nhiều nước á, nó người ta uống cái đó còn không có thích chờ cho đá nó tan ra á. Dạ. Rồi còn bên em cũng có cái trà gọi là trà đào cam xả tắc, cái đó rất là nhiều người uống. Đúng rồi. Thì mùa hè nữa thì càng nhiều người uống nữa. Dạ. Cũng là những cái món rất là Việt Nam thịnh hành hiện nay. Dạ đúng rồi. Em có thể chia sẻ về tầm nhìn tương lai của trạm cà phê? Dạ, thì tụi em muốn mở một cái chuỗi trạm Dream Coffee. Tụi em sẽ muốn là phải mỗi bang là phải có những một tiệm. Cái mục đích vẫn là truyền bá cái hình ảnh Việt Nam. Làm cái chuỗi cà phê như thế này, làm sao để có thể tìm được những người tham gia với mình? Cái này không phải là tự nhiên tụi em muốn vậy. Lúc mà em mở một tiệm hai ra thì khách tụi em rất là khá là nhiều người tới và hỏi là có thể franchise tiệm em hay không. Đó là với tụi em, tại sao tụi em muốn một cái chuỗi. Thì em biết là em có một lượng lượng khách muốn, lượng partner muốn là mở cái franchise trạm Dream Coffee của em. Dạ. Tức là đã có người đã đề nghị rồi. Dạ. Dạ, có rất là nhiều, không phải là một vài người mà là khá là nhiều. Nhiều rồi. Là phải trên 50 là. Dạ. Trên 50 người muốn sẵn sàng làm franchise rồi. Dạ rồi. Ở Cali hay là ở những tiểu bang khác nữa? Cali và nhiều tiểu bang khác luôn. Có nhiều khách đã đến từ Texas rồi Arizona. Họ nói là họ có tiệm đó rồi, họ chỉ cần bên em ok là họ mở luôn. Họ cũng hay về lại San Jose để uống lắm. Wow. Với cái điều kiện như vậy thì em nghĩ rằng là bao giờ bắt đầu gọi là thực sự phát triển ra? Dạ, thì cái tiệm ba này cũng là tại sao mà em mở một cái tiệm dưới đây. Em muốn thử vận hành supply này nọ như thế nào. Nếu mà ok hết á, thì tụi em có thể bắt đầu trong cuối năm này. Nó có rất nhiều những cái yếu tố cần để mà có thể làm một cái franchise đó nha. Dạ đúng rồi. Nào là chuỗi supply rồi. Dạ. Nguồn rồi thị trường. Dạ. Rồi thậm chí là legal nữa. Dạ, cái legal thì tụi em nữa. Là đã xong rồi đó. Đã xong rồi đó. Tụi em là cái lúc mà đang đang mở tiệm một là tụi em bắt đầu đăng ký giấy tờ rồi thuê người làm legal. Dạ. Nghe có vẻ giống như là mọi người đã rất là chuẩn bị cho cái việc sẵn sàng ra franchise rồi. Chưa nè, nếu là sẵn sàng thì chắc là chưa mà. Tụi em giấy tờ thì ok. Nhưng cái nguồn supply thì em vẫn cần coi là phải coi lại. Nhưng dạ. Một trong những cái franchise, vấn đề của franchise là cái người franchisee đó, tức là cái người mà thuê franchise đó, có thể họ tới với mình trong một vài năm. Yeah. Xong rồi họ sẽ cứ theo công thức đó họ làm, nhưng mà họ sẽ tiếp tục với tự họ mà không đi cùng với mình nữa. Có đã lường trước tới những trường hợp như vậy không? Đúng rồi, có. Thì em có trong contract là phải đi với nước tụi em bao nhiêu năm. Với lại cái kem, cái nguyên liệu, cái mà cái chính của bên em là cái những cái topping, cái cream á, thì em có không có chạy công thức mà là em supply những cái đó luôn, khách chỉ cần làm thôi. Từ cái công việc của một người kỹ sư nhảy ra làm chủ doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp liên quan tới ngành food and beverage như thế này, là rất là bận rộn. Dạ. Có bao giờ em nghĩ rằng là mình
tiết cái khoảng thời gian trước đây đi làm nó yên lành hơn, 8 tiếng đồng hồ đi về thoải mái hơn. Đôi lúc nhưng mà cái này nó vẫn vui hơn và nó vẫn tự do hơn, mình vẫn là làm của mình. Còn bên kia thì mình vẫn phải đi, mình đôi lúc thì em thấy bên kia nó vẫn stress, kiểu như là stress về mặt tinh thần nhiều hơn. Bên đây thì nó stress nhiều nhưng mình đã biết như mình lên rồi thì với lại mình stress bao nhiêu ngày đó vậy thôi. Mình nhưng mà môi tiệm mới thì mình stress khoảng mấy cả tháng, ý là một tháng thì cũng khoảng đó là stress. Khi đó thì bắt đầu mình mà bây giờ chắc là hai người đã gọi là nghỉ luôn cái công việc full time ở trước đây rồi hả? Dạ đang nghỉ luôn rồi. Làm việc này là coi như toàn thời gian rồi. Dạ đúng ạ. Thì tụi em lúc mà mở tiệm một á thì tụi em cũng nghĩ là có thể quay lại là đi làm, nhưng lúc mà mở chân trong chân ngoài. Dạ nhưng mà lúc mở xong thì bên đây là mình muốn cái tiệm phát triển á thì đi lên á mình phải bỏ thời gian và công sức vô đó hết cho mình xem. Chứ mình đi làm cái job khác á thì nó không có thể nên mà nó phát triển được nhiều. Hồi xưa cái job chắc là 8 tiếng một ngày. Job chưa tới nữa anh. Còn bây giờ mấy tiếng một ngày? Có thể là anh có thể là đôi lúc thì có thể 25 tiếng một ngày. Dạ khoảng nó những ngày bận thì phải thức vậy thôi. Làm nhiều rất là nhiều giờ hơn nhiều hả? Giờ, dạ đúng rồi. Mình nghĩ là mình làm chỗ thì mình có thể thời gian thôi, thật ra không có rất là tốn thời gian. Mình chưa thể nào mình đưa cái tiệm cho mình cho ai coi hết được đó. Hỏi kỹ như vậy không phải là vì là tò mò vào công việc bếp núc của tụi em, dạ. Nhưng mà tại vì sẽ có nhiều cái bạn trẻ khác cũng rất muốn làm những cái việc tương tự như vậy, cho nên là mình muốn hỏi trước để cho những người khác rút kinh nghiệm, dạ. Thì theo em nghĩ là cái gì là cái khó khăn? Công việc này thì đúng là làm nhiều giờ hơn này. Với lại mình phải coi là khách như thế nào. Khách mà không thích lên nói thì nào mình thực là ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Mình phải coi như thế nào. Như là vấn đề khách là vấn đề phục vụ của khách hàng á khá là quan trọng rồi. Nhân viên này nọ, mình kiếm nhân viên nó đồng. Đôi lúc thì nhân viên bển này nọ, mình phải lên mình coi bờ hết. Thì với lại cái nguồn mà cái cash flow á thì mình phải quản lý nó chặt một tí để cho mình không có làm thiếu tiền cho mình. Đúng rồi, nhân viên là một cái mà nhiều người nói là rất là nhức đầu, dạ, trong cái việc mở doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời gian hiện nay. Dạ đúng rồi. Em thấy nhân viên hai ngày đầu là em khó khăn về cái gì đối với trong cái mảng nhân viên là? Nhân viên thì khó khăn tìm không ra người hay là sao? Đúng rồi, tìm không ra nhân viên là train người mà làm đúng theo cái tiệm mình á, kiểu như là tại mình nhân viên phải làm kiểu như bên em là nói chung là vẫn tập trung vào khách hàng nhiều hơn, là tiền nước đó ra nó phải nói chung là đúng cái tiêu chuẩn của bên em. Hồi nhân viên thì cái giờ họ phải lên tại bên em mở từ sáng 7 giờ sáng tới 8 giờ khuya nên cũng phải cần một lượng nhân viên nhất định, bây giờ bếp lại đang thiếu. Dạ thì nhờ là tính là cả ba tiệm là bao nhiêu nhân viên rồi? Chắc phải là trên hơn 50 rồi. Trên 50 người rồi. Dạ, trên 50. Làm sao để giữ được cái với nhiều người như vậy, nhiều tiệm như vậy, làm sao mình giữ được cái chất lượng cho nó đồng nhất? Dạ thì đó cái đó là tại sao mà bên training bên em rất là quan trọng. Và lúc có công thức hay sao? Có công thức hết. Dạ mình cân nếu nổi múc kem á thì mình cũng phải cân đúng cái lượng kem đó. Dạ nói chung là mình dùng cân là chủ yếu là mình coi đúng số lượng đó thì mình dạ. Bên em cái hiện tại cũng khó là cái đá lâu lâu nó không có đúng, không ra hình hồi nó không đẹp á thì cái đá nó trộn lên trộn xuống á, cái nhìn rất ly khá là không đẹp, nhìn cũng hơi dạ. Khách cũng hay la vấn đề đó rất là nhiều, bên em là bị la cái vấn đề đá rất là nhiều. Nỗi khổ của cục đá mà chỉ bên trong mới chuyện bếp núc mới biết được thôi. Dạ nói chung là nó có nhiều khách thấy cái ly á, bên em công thức thì nó y chang nhau, không ly nào nó cũng vậy hết á, nhưng cái đá mà ra nó khác á, nhìn nó ly nó khác liền là khách sẽ cầm lên. Dạ trong cái ngành này em thấy nó có sự cạnh tranh, hình như là bắt đầu cũng có nhiều dạ, tiệm của các bạn trẻ cũng nhiều nơi đá viên rồi một số tiệm ở bonsai. Dạ thì em mới xuống đây nên em chưa có biết là em sẽ cạnh tranh như thế nào, em có thể gọi là, nhưng em nghĩ là em tự tin là bên em có thể dạ sẵn sàng để chiến đấu. Hay quá.
và mọi người sẽ gọi là thấy những cái tiệm như thế này trong tương lai nhiều hơn nữa. Dạ đúng ạ. Em có nghĩ rằng là nó sẽ tập trung nhiều, mở tiệm nhiều vào những cái nơi nào không? Tức là nhiều nơi nào nhiều người Việt Nam thì mình mở nhiều dạ, hơn đúng, đúng không? Đúng rồi, em đúng là tập trung những khu nào Việt Nam trước, rồi bắt đầu mới đánh ra những cái nơi mà chưa có nhiều người Việt Nam nhưng vẫn có người Việt Nam. Đúng rồi. Dạ rồi. Nên em nghĩ dưới đây em sẽ xem xem có thể mở thêm vài ba tiệm và sắm đầu cho chuỗi theo chuỗi này. Dưới đây thì mới đầu là người Việt Nam nhưng mà sau này có lẽ là em sẽ nghĩ tới cái đối tượng khách hàng không phải là Việt Nam. Á Châu hoặc là những cái sắc dân khác. Cái đối tượng em bây giờ nó cũng phong phú rồi. Lúc mà mở tiệm một thì một vài tháng đầu thì thấy thôi chứ thật ra bây giờ có người Mexico. Dạ có người nói chung là có người Mỹ nhiều cũng nhiều. Rồi xong châu Á thì cũng nhiều lắm. Trung Quốc rồi Hàn Quốc, nói chung là Ấn Độ, nói chung là mọi mặt mọi nói chung là ai sống ở San Jose á có thể là có thể làm được. Đúng rồi. Nhưng em chưa có gần như là quảng cáo mà gọi là chạy quảng cáo mà tập trung vào người nước ngoài nhiều. Còn đa số là mấy người nước ngoài biết đến tiệm em là vì bạn bè giới thiệu. Vì khách tụi em giới thiệu, khách em thích giới thiệu tiệm em, em không biết tại sao nhưng khách em rất là thích giới thiệu tiệm em cho bạn. Họ uống, họ thích và dạ, họ tự hào thì họ mới giới thiệu. Dạ. Hiện nay thì chắc em cũng chú ý là có nhiều tiệm ăn và tiệm uống của sắc dân Hàn Quốc mở nhiều cái chuỗi, nhiều nơi mà không chỉ là Hàn Quốc mà trong đó có nhiều sắc dân khác biết tới những cái món của Hàn Quốc. Việt Nam dường như là chưa có nhiều. Em dạ, có nghĩ rằng là Chạm sẽ đi vào những cái con đường đó trong tương lai? Dạ, em cũng muốn là Chạm đi vào những con đường đó. Em biết là mình cũng muốn biết là giới thiệu cái hình ảnh Việt Nam hơn cho người nước ngoài. Tại đôi lúc đó, em hỏi có mấy bạn nước ngoài đó, đâu có biết Việt Nam là đâu đâu. Có thể là Chạm là sẽ giúp người nước ngoài biết về Việt Nam nhiều hơn. Cuối cùng thì có điều gì để mà nói với lại khách hàng hiện nay cũng như là khách hàng tương lai của Chạm? Dạ, thì em cũng cảm ơn khách hàng, nói chung là khách hàng cũ của em cảm ơn rất khá là nhiều. Tại vì có khách hàng tụi em mới mở được nhiều tiệm như vậy. Còn đến với những khách hàng mà tương lai thì em mong được mọi người có thể tới thử tiệm của em. Nếu mà có một cái giấc mơ thì em mong muốn là Chạm mấy là sẽ là cái Chạm cuối cùng? Em muốn nó cứ vậy hoài thôi anh. Không có muốn dần giống Starbucks gì đó. Dạ, đó là mục tiêu giống. Hay quá. Không bao giờ có điểm dừng. Dạ đúng rồi. Như là Starbucks vậy đó. Dạ đúng rồi. Còn phát triển được là cứ phát triển. Cứ phát triển được là phát triển. Cảm ơn Việt Đinh rất nhiều. Cảm ơn Chạm. Dạ. Và chúc cho Chạm sẽ càng ngày càng nhiều Chạm ở trên đất Mỹ. Dạ rồi. Và thậm chí nhiều Chạm ở nhiều nơi khác nữa, nhiều nước nữa, và kể cả đặt những cái Chạm ở Việt Nam luôn. Dạ vâng, em cũng muốn. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, bây giờ thời gian còn bấm. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong đằng sau hậu trường chuyển bếp nút để mà khám phá một trong những món độc chiêu của Chạm Cà Phê. Và ở đây là Chạm Cà Phê 3. Hôm nay giờ này thì Việt sẽ cho mọi người bật mí cái món gì? Dạ, mình sẽ làm cà phê Sài Gòn trứng. Sài Gòn trứng, tại sao lựa cái món đó? Tại món này là lúc trước tiệm em chưa có đâu. Thì một tiệm hai chưa có mà tại vì thấy khách hay uống Sài Gòn rồi bỏ thêm trứng nên em add vô menu luôn. À, đó là tôi là coi như sẽ uống cái ly này nhưng mà gọi là để cho Việt lựa và chính tay Việt sẽ pha cái món này. Chúng ta vừa pha mà còn là vừa giải thích cặn kẽ luôn. Bây giờ em sẽ đổ cà phê vô. Tại cà phê hơi đậm nên em anh muốn uống không đậm nên em cho hơi ít tí. Phải cân nữa hả? Dạ em cân sữa đặc ạ. Tức là không có phải là pha theo cảm giác. Dạ. Pha theo số liệu. Pha theo đúng con số. Rồi mình bỏ đá vô. Đá cũng cân luôn. Dạ, không cao. Rồi lắc. Lắc nó lên đủ bọt thì mình đổ ra ly thôi. Lắc cho nó lên bọt. Dạ.
trong đó là cái lắc của mình là có cà phê với lại gì rồi ta? Cà phê với sữa. Cà phê với sữa đặt rồi. Rồi bây giờ tại vì là cà phê Sài Gòn trứng nên em chế miếng trứng vô đây trước. Đây là trứng. Đúng rồi. Trứng mình cũng phải cân luôn. Thì hơi xấu tí. Đó, cho anh miếng trứng vô. Rồi. Trứng cũng phải cân luôn. Đúng rồi anh. À. Em đi ha. Đó. Nhìn không là thấy hấp dẫn rồi đó. Dạ đó. Thường thì bên Sài Gòn bên em thì nó có thêm miếng này nữa. Cái đó gọi là gì? Nó là heavy cream mà. À heavy cream. Thêm một tí thôi. À, để cho nó nhẹ cái cà phê đi một tí. Đây là cái ly cà phê thành phẩm. Ngon lắm. Cà phê cũng ngon.